UC Dance Space, mình tên là Gigun, aka Gun. Mình bắt đầu theo học UC, có lẽ là từ những ngày đầu tiên mà UC được thành lập, và theo học đến nay cũng đã được 2 năm. Thứ nhất là nhảy nó mang lại cho anh nhiều bạn bè hơn. Tại thời điểm hiện tại thì anh vẫn là một người, anh thấy là bản thân mình khá là cô độc, bởi vì anh không có bạn ở Việt Nam. Khi anh đến đây nhảy, anh có gặp được nhiều bạn nhảy hơn và nghe được rất là nhiều cái câu chuyện từ phía các dancer khác, cũng như là từ những cái bạn học viên khác á. Cái cách mà nhìn nhận cuộc sống á, nó được đa dạng hơn, đầy màu sắc hơn. Vì mình là con người á, mình cũng có những giới hạn thôi. Cái mà mình có được á, chính là một cái hành trình mà mình đã thả sức trong trọng rồi. Đôi khi mình quên bài hoặc là mình tập xấu, bị giáo viên chỉ ra, mình cũng thấy buồn chứ. Nhưng mà sau cái buồn đó thì mình vẫn đứng lên để mình tập tiếp và trở nên giỏi hơn mỗi ngày. Cái niềm vui với UC cũng hơi nhiều nha mọi người. Thứ nhất đó là anh là có thể nói là người rất là siêng học á. Những giải thưởng đi ở đây á, anh đã lấy hết rồi. Tức là ở UC mỗi khi mà bạn đạt một cái mốc điểm á, thì bạn sẽ được tặng một cái quà gì đấy. Có thể là quà về merchandise nè, quần áo ở đây, hoặc là accessories, cái phụ kiện. Nói với anh á, cái yếu tố mà đầu tiên quan trọng nhất đối với beginners theo nhảy á, đó chính là các bạn phải kiên trì. Bởi vì ngày 1, ngày 2 á, nó không làm cho các bạn giỏi nhảy được. Giống như quá trình mình theo nhảy á, các bạn sẽ nghĩ nó là một cái đường thẳng như vậy, là mình từ giỏi lên thẳng là giỏi liền. Nhưng mà thật sự cái quá trình các bạn phát triển á, nó sẽ như vậy, lên xuống, lên xuống. Là một quá trình mà các bạn cảm thấy là các bạn giỏi lên và cảm thấy dở. Cái điều đó rất là bình thường. Cái não các bạn á cần những giây phút như vậy để nó tạo một cái động lực để các bạn cảm thấy giỏi hơn nữa. Khi các bạn là nên thật sự phải kiên trì với cái đam mê nhảy này á. Và thứ hai, đừng có ngại, cứ đi học thôi. Đi học á, mình mới thấy là mình dở hơn người ta những cái gì, mình mới có động lực để mình phát triển tiếp. Còn nếu mình ngại, mình ở nhà là mình sẽ dở hoài luôn. Và đôi khi mình cũng không biết tại sao mình dở nữa, tại vì không có ai bên cạnh để cho mình thấy là mình yếu tới mức nào á. Thời điểm đầu tiên khi anh đến với học nhảy á, anh đến với bằng tất cả các sự đam mê mà mình có dành cho nhảy múa, nhưng mà chưa có một cái định hướng rõ ràng về cách thể loại mình muốn chơi á. Anh học hết để anh hy vọng là mình có thể biết được những cái cơ bản của từng cái thể loại đó, để mình đúc kết được rằng trong những cái đó thì cái thể loại nào mình thích nhất. Và sau hơn 2 năm trải nghiệm thì anh thấy là cái hướng mà anh muốn theo nhiều nhất chính là hip hop và choreo. Nhưng mà ngoài ra thì anh vẫn thích học những cái khác để lấy cái đó làm cái vốn mà mình có thể, như là cái cây thì các bạn sẽ muốn có thêm những cái tô điểm trên cái nhánh đó, để biết đâu mình có thể áp dụng được những cái hay ho từ những cái thể loại khác vào những cái mình chơi. Bởi vì nhảy múa tuy là nó là những thể loại khác nhau nhưng mà thật sự nó đều có những cái sự liên quan nhất định về nhau các bạn. Nên khi các bạn học được một thời gian dài, các bạn sẽ hiểu rõ là nó liên quan như thế nào và nó có thể bổ trợ cho nhau như thế nào á.